ba món ăn vặt cua của Rơn phát đổ luôn. Nguyên liệu thì đơn giản dễ tìm, còn nói về cái độ ngon á, ba món này thì cứ gọi là siêu đỉnh. Nguyên liệu thì các bác thấy rồi đấy, khoai tây thôi. Trước khi biết làm món gì thì các bác cứ gọt vỏ rửa sạch với nước muối cho tôi nha. Để làm hết ba món này thì cũng hết khá khoai tây đấy. Các bác cứ xem hết video đi rồi ưng món nào nhất thì làm trước nhá. Món đầu tiên là khoai tây lốc xoáy. Các bác cắt hai đầu rồi vát hai mặt đi để thành một khối hình chữ nhật. Mấy phần thừa các bác đừng bỏ đi, tận dụng làm món khác. Cách tạo hình thì các bác để hai chiếc đũa hai bên, cắt lát mỏng khoai tây theo chiều ngang. Tiếp tục lật mặt đối diện, cắt theo hình tam giác từ góc, vẫn thái lát mỏng. Nhưng mà các bác cắt lát mỏng quá cũng không đẹp đâu. Cắt tầm 2mm thôi. Các bác nhìn tôi biểu diễn nha. Nhìn xịn chưa? Lúc chưa làm thì cứ tưởng là kiểu này khó, chứ biết cách làm thì dễ ẹc luôn. Các bác xiên một cái que nhọn vào giữa dọc khối khoai tây rồi kéo giãn ra là được. Hôm nay làm tận 3 món lận. Làm khoai tây hơi lâu xíu nên là tôi ngâm khoai với nước muối cho nó đỡ thâm đã. Xong phần tạo hình khoai tây lốc xoáy rồi, giờ là đến món khoai tây que đánh bại mọi đối thủ đây. Các bác cắt miếng dày dày rộng khoảng 1cm là vừa đẹp nhá. Sau khi thảy hết khoai tây rồi, các bác lại thả vào bát nước muối cùng khoai tây lốc xoáy này. Món cuối cùng trong combo cua đổ Groot là bim bim khoai tây. Bim bim khoai tây chả riêng gì các bạn rẻ đâu. Tôi mà ngồi một lúc lọng chén hết cả đĩa đây này. Khoai tây thái khoanh tròn mỏng xong rồi, các bác vẫn ngâm vào bát nước muối, nhưng mà ngâm riêng ra xíu nữa đỡ phải lựa nhá. Sau khi ngâm khoai với nước muối rồi, các bác vớt ra để ráo nước hoặc là thấm khô nước đi thì chiên sẽ nhanh hơn mà không bị bắn. Khoai tây thì dễ mua thôi, nhưng mà có một vấn đề là nó hay bị xanh và nhiều củ mọc mầm ăn rất là độc. Nên các bác nếu mà mua thì lựa tránh khoai mọc mầm và bị xanh ra này. Bim bim khoai tây là làm nhanh nhất nên tôi làm trước. Mấy món khoai tây này á, ngon rất là ngon nhưng mà hơi tốn dầu xíu. Nhưng khổ nỗi là phải chiên ngập dầu nó mới ngon cơ. Bim bim khoai tây thì cứ phải chiên hai lần nó mới ngon. Các bác đun nóng ra dầu lên rồi đổ khoai tây vào, chiên sơ một lần, vớt ra để nguội bớt, rồi lại tiếp tục thả vào dầu đang sôi. Lần thứ hai các bác chiên tầm 2 đến 3 phút bim bim chín lại là được. Nghe thôi đã thấy giòn rồi. Các bác có thể chấm tương ớt hoặc là rắc bột phô mai lên thì hết sảy luôn. Tiếp đến là khoai tây lốc xoáy này. Để khoai tây được giòn và vẫn giữ nguyên được hình, các bác tẩm cho tôi một lớp bột bắp ở bên ngoài, rắc thêm bột vào các khe khoai tây, sau đó thì gạt bớt bột đi để một lớp mỏng thôi. Lại thả khoai tây vào dầu đang sôi. Khoai tây lốc xoáy nhìn thì khối to thế này thôi, chứ thực tế là các sợi khoai tây mỏng liên kết với nhau nên khá là nhanh chín. Sau khi chiên khoai tây hai lần cho giòn, tôi vớt ra thấm bớt dầu đi rồi rắc thêm ít bột phô mai lên trên. Khoai tây giòn tan, bột phô mai ngọt ngọt mặn mặn, ta nói ăn không dừng được mồm luôn. Xong hai món rồi, giờ là đến món cuối cùng. Món này thì nhiều công đoạn hơn hai món đầu tiên xíu, nhưng được cái nhìn rất là sang chảnh nha. Các bác cho khoai tây vào nước, đun sôi tầm 5 phút, vớt ra để ráo nước và nguội đi. Lúc này thì khoai tây đã bắt đầu chín và hơi mềm rồi, các bác làm nhẹ tay xíu thì khoai tây không bị gãy sẽ đẹp hơn. Để khoai tây chiên nhanh và giòn hơn, tôi sẽ trộn khoai với một ít bột bắp. Các bác xóc đều lên cho bột dính đều khắp khoai, chỉ cần một lớp bột bắp bao quanh khoai thôi để khi chiên lên khoai giòn mà không bị cứng. Các bác vẫn chiên khoai ngập dầu nhá. Để làm ba món này thì vị chi tụng mất ngót nghét lít dầu ấy chứ chả đùa. Món này thì các bác cũng chiên hai lần cho nó ngon, xong thì vớt ra thấm bớt dầu đi. Để món khoai tây que nhìn sang hơn, tôi sẽ rang một ít lá cần tây giòn lên rồi nghiền vụn ra. Khoai tây chiên nhìn thì bình thường thế thôi, chứ mà rắc một chiếu cần tây khô lên ra thì ngon mắt hẳn luôn. Đã nói đến khoai tây que thì không thể quên được một loại sốt thần thánh, sốt phô mai nha. Khoai tây que mà chấm cùng sốt phô mai thì đúng chuẩn bài. Các bác đun chảy cho tôi 20g bơ, thêm vào đó 5g bột mì rồi khuấy cho bột mì tan vào bơ. Lúc này các bác có thể thêm một thìa đường vào, thêm vào đó nửa thìa cà phê muối, một thìa cà phê bột ớt Hàn Quốc, khuấy cho tan rồi thêm sữa tươi vào. Thêm phô mai vào, đun tan chảy phô mai là được. Các bác nhìn sự thay đổi của khoai tây khi rắc cần tây vào này, sang xịn chưa? Chấm miếng sốt phô mai ta nói nhức nách luôn.